bị khách quấy rối, làm phiền, chàng trai Trung Quốc phải đóng tiệm ăn. Một người bán thức ăn đường phố ở Trung Quốc nổi tiếng nhờ thân hình vạm vỡ đã phải đóng cửa tiệm do người hâm mộ tụ tập, làm gián đoạn công việc kinh doanh. Tôi không thể tiếp tục công việc kinh doanh của mình như trước nữa. Bây giờ tôi thất nghiệp. Y Giang, người được biết đến với biệt danh anh trai đầu vịt, nói khi rơi nước mắt trong một buổi livestream, theo SCMP. Y có một quầy bán thực phẩm, chuyên cung cấp các món ăn làm từ đầu vịt ở thành phố Truy Bắc, phía đông tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Thành phố này đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng trong những tháng gần đây và thường được gọi là thủ phủ thịt nướng của Trung Quốc. Sau khi một số du khách chụp ảnh Y và chia sẻ lên mạng xã hội vào tháng 4, anh bắt đầu có nhiều người hâm mộ trực tuyến. Không ít phán nữ bị thu hút bởi cơ bắp khỏe mạnh, ngoại hình đẹp trai và tính cách nhút nhát của Y. Sau các bài đăng trên mạng, lượng lớn khách du lịch kéo đến, tập trung bên ngoài quầy hàng của Y, cố gắng chụp ảnh, quay video hoặc yêu cầu chủ quầy hàng tạo dáng. Vào cuối tháng trước, một người phụ nữ quay cảnh mình vuốt ve cánh tay của Y đã bị chỉ trích trên mạng sau khi video lan truyền. Y cho biết những người tụ tập chỉ làm phiền, gây náo loạn và không giúp cải thiện công việc kinh doanh của anh. Người hâm mộ thường không mua bất cứ thứ gì và ngăn cản những khách hàng thực sự đến gần quầy hàng. Y nói thêm rằng việc người dân kéo đến quầy hàng của anh còn gây mất trật tự công cộng trong khu vực. Hiện anh buộc phải đóng cửa quầy hàng, nhưng hy vọng tình cảnh hỗn loạn không kéo dài. Cửa hàng của tôi được khách ghé thăm nhưng nhiều người chỉ đến xem hoặc chụp ảnh mà không mua gì. Doanh thu của cửa hàng giờ thấp hơn mọi hàng quán trên cùng con phố, Y nói. Khu chợ Badazu, nơi có gian hàng thực phẩm của Y, đón 180.000 lượt khách trên ngày. Trong khi doanh thu hàng ngày của nhiều quầy hàng lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ, Y chỉ có thể kiếm được 6.000 nhân dân tệ, 870 USD. Trước khi phản kéo đến, anh còn kiếm được 10.000 nhân dân tệ trên ngày, 1.445 USD. Tôi chỉ muốn làm công việc của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở nên nổi tiếng nhờ thân hình cơ bắp. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị người lạ đụng chạm. Đối với những người phụ nữ cố gắng chạm vào tôi đoán họ chỉ đang đùa, nhưng tôi không muốn nghĩ quá nhiều về điều đó, Y chia sẻ. Y không phải là người bình thường đầu tiên ở Trung Quốc tình cờ trở nên nổi tiếng trên mạng và cuối cùng gặp nhiều rắc rối vì những người hâm mộ không mong muốn. 2 năm trước, một người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông đã thu hút hàng triệu người hâm mộ sau khi một người lạ đăng clip anh bán mì với giá rẻ trong 15 năm. Sau đó, nhiều người, chủ yếu là vlogger, đã đến ngôi làng hẻo lánh nơi người đàn ông sinh sống để chụp ảnh, thậm chí có người còn tìm cách lẻn vào nhà anh. Cuối cùng, người này buộc phải đóng cửa tiệm mì. Anh và gia đình còn không dám rời khỏi nhà trong nhiều tuần vì sợ người lạ quấy rối.